Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chỉ Việc Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào các bạn khán giả thân mến của kênh Tin Mới. Hồi tháng 5 năm 2022, trong cuộc gặp nhân hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Joe Biden, mong ông Biden sẽ tới thăm Việt Nam. Thời điểm đó, ông Biden dường như chưa mặn mà mấy với lời mời này của lãnh đạo Việt Nam bởi vì còn khá bận rộn với các vấn đề nóng như xung đột Nga-Ukraine, chuẩn bị cho công tác bầu cử cuối năm và nhất là căng thẳng với Trung Quốc. Và từ lời mời ấy vẫn chưa bỏ ngỏ cho tới tận gần đây. Ngay sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc chuyến thăm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với rất nhiều ấn tượng và dư âm tốt đẹp được lan truyền rộng rãi trên khắp các mặt trận truyền thông quốc tế, ông chủ Nhà Trắng dường như đã không thể thờ ơ với Việt Nam và quyết định sẽ thăm chính thức Việt Nam vào tháng này. Không biết là điều gì đã khiến ông Biden gấp rút đưa ra quyết định này. Như vậy, phải chăng việc cụ tổng của chúng ta sang Trung Quốc thưởng trà mấy ngày nay đã khiến Mỹ phải bất an, lo lắng điều gì? Cùng với Tin Mới tìm hiểu trong video ngày sau đây nhé! Đầu tiên, cần khẳng định một điều chắc nịch, đó là chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc vừa qua đã diễn ra thành công mỹ mãn và trở thành sự kiện trọng điểm của mặt trận báo chí, truyền thông quốc tế suốt tuần lễ vừa qua. Như lời nhận định của Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Ba, thì chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc có vai trò quan trọng khi đã kế thừa quá khứ và hướng tới tương lai. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc được tổ chức thành công Đại hội Đảng khóa 20. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp mặt và tiếp xúc với Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới. Bởi vậy, chuyến thăm mang ý nghĩa không chỉ tăng cường trao đổi giữa lãnh đạo cao nhất của hai đảng, mà còn là sự trao đổi kịp thời giữa tập thể lãnh đạo hai đảng. Kết quả sau chuyến thăm chắc chắn sẽ có ý nghĩa định hướng đối với sự hợp tác phát triển trong thời gian tới giữa hai đảng, nhà nước. Đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh thêm rằng ý nghĩa của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam và ảnh hưởng của quan hệ hai nước đã vượt qua ý nghĩa của quan hệ song phương mang tính chất cao hơn. Điều này được thể hiện trong hội đàm giữa hai tổng bí thư và trong tuyên bố Trung Quốc-Việt Nam có câu thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đảng và xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi đảng, không ngừng phát triển cùng nỗ lực vì sự nghiệp hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Chắc chắn, sau chuyến thăm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời kỳ mới, tình hình mới sẽ đạt được nhiều sự phát triển và lên một tầm cao mới. Chính báo chí Trung Quốc phải thẳng thắn công nhận rằng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới nước họ là chuyến thăm không hề tầm thường khi mà hiện nay Trung Quốc và Việt Nam là hai nhà nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất trong số 5 nước còn theo chế độ xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang bước vào giai đoạn ngày càng tốt đẹp, nồng ấm, độ tin cậy cao. Điều này trái ngược hoàn toàn với quan hệ Mỹ-Trung đang ngày càng rạn nứt nghiêm trọng do sự vươn mình trỗi dậy của Trung Quốc đe dọa trực tiếp đến vị trí bá chủ thế giới của Mỹ. Vì vậy, để bảo vệ ngôi vương của mình khỏi nanh vuốt tham vọng của Trung Quốc, ngay từ những thập niên đầu thế kỷ 21, Mỹ đã quyết định xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương, nơi có tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lược toàn cầu của họ, mà nhân tố quan trọng nhất để Mỹ duy trì thế cân bằng với Trung Quốc ở khu vực này không ai khác chính là Việt Nam chúng ta. Cho tới nay, bất chấp chiến tranh ở Ukraine cung cấp vấn đề chính trị trong nước, chính quyền Tổng thống Biden vẫn đang nỗ lực làm mới chính sách xoay trục sang châu Á để ủng hộ các mối quan hệ và đẩy lùi sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Bởi vậy, ngay từ khi nhận thấy mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiến triển tích cực, nhất là sau chuyến thăm chính thức vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc, Mỹ đã không thể đứng im làm ngơ mà ngay lập tức phải phát ra tín hiệu SOS bằng việc liên lịch chính thức sang thăm Việt Nam một chuyến với khẩu hiệu chuẩn bị sẵn sàng quan hệ đối tác và thúc đẩy một khu vực kết nối trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ rất coi trọng việc làm sâu sắc hơn quan hệ với đồng minh và xây dựng các đối tác có thực lực, trong đó có Việt Nam. Kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ, vai trò đối tác của Việt Nam với Mỹ ngày càng trở nên quan trọng. Điều này là hệ quả tất yếu của hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và năng lực ngoại giao đa phương đã nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Điển hình là việc Việt Nam rất chủ động trong việc xây dựng đồng thuận ASEAN và phát huy vai trò là người dẫn dắt các thể chế quốc tế mà ASEAN có vai trò trung tâm. Việt Nam đã có những đóng góp rất quan trọng trong việc tổ chức hoạt động của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+, và đặc biệt khuyến khích sự tham gia của Mỹ tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á EAS.
Uy tín của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao nhờ những thành công trong các hoạt động gìn giữ hòa bình. Vai trò thành viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021. Năm 2014, Việt Nam đã ủng hộ các nguyên tắc ngăn chặn trong bộ sáng kiến phổ biến an ninh của Mỹ. Và yếu tố thứ hai đến từ việc Việt Nam có quan hệ tốt với nhiều đối tác hợp tác của Mỹ và cả những nước mà Mỹ coi là đối thủ trong khu vực như Nga, Trung Quốc, Triều Tiên. Ngoài ra, Việt Nam cũng có quan hệ chính trị, thương mại, văn hóa tốt với hai đồng minh truyền thống của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Mỹ sẽ chú trọng tới những điểm tương đồng về lợi ích giữa hai nước, tranh thủ năng lực ngoại giao, mối quan hệ truyền thống của Việt Nam và các đồng minh mới trong khu vực để gây tác động ảnh hưởng, thúc đẩy những quan điểm, chính sách có lợi cho Mỹ trong khu vực. Trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dễ dàng nhận thấy Trung Quốc là đối tượng, mục tiêu mà Hoa Kỳ nhắm tới, còn Việt Nam sẽ đóng vai trò đối tác quan trọng như một dây cương hỗ trợ Mỹ, kìm giữ sự trỗi dậy của con rồng lớn châu Á Trung Quốc. Không chỉ vậy, đối với Washington, Việt Nam còn là cầu nối quan trọng giữa Mỹ với ASEAN, coi ASEAN và Việt Nam là bộ phận quan trọng trong chính sách duy trì an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á nói riêng và châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Tận dụng những vấn đề tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông và chính sách mở cửa hội nhập của Việt Nam trong thời điểm hiện tại, Mỹ tranh thủ lôi kéo Việt Nam tham gia vào chiến lược của Mỹ hoặc phần nào đó giành lại thế cân bằng trong khu vực bằng việc đẩy mạnh quan hệ tích cực với Việt Nam và các nước ASEAN. Mục đích cuối cùng mà Nhà Trắng hướng tới là tạo ra một thế cân bằng mới trong khu vực. Như vậy, để đạt được mục đích này, nhìn từ góc độ của Mỹ, có thể nói nước này không thể nào để tuột khỏi tay mối quan hệ với Việt Nam. Tới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến đến thăm Việt Nam trong các cuộc họp đa phương diễn ra tại khu vực Đông Nam Á như hội nghị cấp cao APEC, hội nghị cấp cao Đông Á và hội nghị thượng đỉnh G20. Tờ The Diplomat, một tạp chí tin tức quốc tế về chính trị, xã hội, văn hóa ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương bình luận rằng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trước chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden được coi là một biện pháp ngoại giao vô cùng khéo léo để Trung Quốc hiểu rằng mối quan hệ Việt Trung vẫn luôn là ưu tiên ngoại giao của Việt Nam. Hoàn toàn không có chuyện Việt Nam ngả về phe Mỹ để chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, có thể nào xảy ra trường hợp chuyến thăm này mang ý nghĩa là Việt Nam đứng về phía Trung Quốc để chống lại Mỹ. Hiện nay, Việt Nam đang ở vòng xoáy của sự cạnh tranh gay gắt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Do đó, để tránh một cuộc đối đầu căng thẳng, tránh tình trạng biến Việt Nam trở thành chiến trường của hai bên Mỹ-Trung, hơn ai hết, Việt Nam cần phải cực kỳ thận trọng, khôn khéo trong việc cân bằng mối quan hệ của mình với cường quốc. Một mặt duy trì quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc luôn là ưu tiên hàng đầu của ngoại giao Việt Nam, nhưng đồng thời Việt Nam cũng cần phải xoa dịu những lo ngại của Trung Quốc về mối quan hệ Việt-Mỹ đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, nhất là hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ về vấn đề Biển Đông. Thực tế, Việt Nam đã và đang luôn làm tốt điều đó. Kết quả tốt đẹp của chuyến thăm vừa qua chính là một minh chứng cho thấy Việt Nam đã thực hiện rất thành công triết lý ngoại giao cây tre, khiến Trung Quốc dù trong lòng vẫn luôn tồn tại mối xích mích với Việt Nam về vấn đề Biển Đông, nhưng vẫn phải tôn trọng, nhún nhường và công nhận tầm quan trọng của Việt Nam. Hơn nữa, Việt Nam từ lâu đã luôn kiên định và trung thành tuyệt đối với chính sách quốc phòng 4-0, đó là không tham gia liên minh quân sự, không liên kết nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Quan điểm và chính sách quốc phòng 4-0 của Việt Nam nhằm thúc đẩy hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định lại lập trường này và điều đó khiến Trung Quốc tin tưởng rằng mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ không bao giờ làm tổn hại đến quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc. Đương nhiên, cũng sẽ ngầm hiểu rằng điều ngược lại cũng vậy. Theo nhận định của trang The Diplomat, sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc là điều tất yếu. Việt Nam dù muốn hay không thì cũng khó tránh khỏi việc đứng giữa sự tranh giành quyền lực của hai nước lớn. Tuy nhiên, càng trong tình thế ngặt nghèo mới càng thấy tài năng ngoại giao của các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn biết cách điều chỉnh mối quan hệ tay ba giữa Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ, cân bằng và phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước. Các bạn khán giả có suy nghĩ thế nào về chuyến thăm Trung Quốc vừa kết thúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và dự đoán gì về chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Mỹ? Hãy chia sẻ ý kiến trong phần bình luận cuối video nhé! Đừng quên đăng ký và bật chuông kênh để đón xem những video mới nhất của Tin Mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.